À, xin kính chào toàn thể các bác yêu lan nhá. Hôm nay tiếp tục lên một số dầu lan để bán cho các bác nhá. Lên cho các bác chậu số đầu tiên này, một cái chậu hoàn thảo đôi gạt tròn nhá, trồng trên cây tậu quả các bác ơi, trồng trên cây tậu quả nhá. Cái này dài lắm ạ, này dài 2, 4, 50 rồi, cái này dài 50 rồi. Mấy cái mầm của nó đang rất là to này. Đấy, mầm trồng vào cái tậu quả này rất là tốt. Nó vừa giữ ẩm này, sau này vừa là phân bón cho lan rất là tốt luôn. Cái lá vàng này không sao nhá các bác nhá. Lá vàng này là tự nhiên, nó vằn xong là nó xuống lá thôi. Đấy, một cây tổ quả quá đẹp. Đây còn nguyên bản từ rừng luôn này. Cái này là cái tổ quả này là nguyên bản nhá. Cái tổ quả này đợt trước là em đi lấy là nó ở trên cái dây leo này này. Nó ở trên cái dây leo này, sau em lấy luôn rồi em về trồng lan ở bên này nhá các bác nhá. Lan bây giờ nó bán hết vào cái cây tục quả này rồi nhá. Cái này thì em bán cho các bác giá là 250.000 nhá, 250.000 cho hình số đầu tiên nhá các bác nhá. Không mà giờ này thì bán lâu lắm rồi, chả bắt nào yêu, bây giờ xuống tí nhá. Em xuống giá một tí thôi. Xuống giá hết cỡ là 250 rồi các bác ạ, còn xuống nữa là không xuống nữa đâu. Cái chậu này thì không bao xích nhá, xích của nó rơi vào 60.000. 60 ấy, cái chậu này chắc 60.000 đấy. Cho hình số đầu tiên nhá, 250 nhá. Hình số tiếp theo là hình số 2. Là một chậu phi đẹp vàng to nhá. To, chậu này thì đẹp các bác ạ. Chậu này đẹp, thân nấm mật. Với lại lá, các bác nhìn cái lá của nó chất chưa? Cái lá của nó là lá tre ấy, nhìn rất là gọn rồi này, nhìn to gọn nha. Này thì nó có cả thân ngắn thân dài luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Có 13 ngọn thôi. Bán cho các bác giá là 300.000 nha các bác nha. 300.000 nha, em đứng xa đây. Em đứng xa nha. Còn đây là đứng gần nha. Đấn gừng này, đứng ở gần này, đứng ở xa này, có một duy nhất một thân dài thôi, à hai thân dài, đấy, rất là dài luôn này, đẹp, 300.000 cho hình số 2 ạ. Hình số 3 này, mỗi chậu hoàn thảo đuôi gạt tròn nhá, chậu này thì em bán trong bát giá là 230.000 nhá, 230.000 nhá các bác nhá. 230.000 là hết cớ rồi các bác ạ, không thể xuống nữa rồi. 230.000 là giá hết cớ rồi. Cái chậu này thì tiền cước của nó rơi vào 30.000 thôi. Các bác ạ, không bao xích nhá. Bán xuống giá rồi không bao xích đâu. Xuống giá các bác yêu cầu về bao xích nữa thì em không gửi nhá. Nói chung là cái chậu này thì đẹp. Chậu này thì là cái loại gàn lùn thôi, đây. Loại gàn lùn nó cao như tầm này thôi nhá. Nó cao tầm này nhá, cái loại gà nhìn gọn, nhìn thon gọn. Đấy, lan thì đẹp, nhìn rất là thon gọn này. Không dối, nhìn rất là đẹp nhá. Có 230.000 thôi. Cho hình số 3. Hình số 4 này. Một cái giò phi đẹp vàng nhá. Đang nở hoa các bác ạ, đang có hoa rồi nhá. Chậu này thì to. Chậu này thì đang sưng hết nụ rồi, sắc nở này. Các bác thấy chưa, sắc nở hoa rồi nha. Mấy cái xích xanh, mấy cái nụ xích xanh kia sắc nở rồi nha. Còn mấy thân này thì đang sưng này. Mấy thân này đang sưng mát. Đang sưng mát rất là nhiều luôn này. Nó có chục ngọn đấy. Nó hình như là nó 7 lá ngọn rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng là chục ngọn rồi. Bán cho các bác giá là 300.000 nhá. Chậu này thì từng cước của nó hơi cao các bác ạ. Bác nào thật sự thiện chí mua thì cứ alo trực tiếp cho em đi. Em sẽ thêm tí từng cước cho các bác. Em sẽ giảm tí từng cước cho các bác nha. 300.000 nhá. Cho hình số 4 nhá, một giò phi đẹp vàng. Chậu này thì đang có nụ hoa. Bác nào nhìn tay đi, nhìn tay một cái giò đang có nụ hoa này đi. Hình số 5 này, một cái chậu kèn lai châu nhá, có hai ngọn thôi.
Đây, nó dày tầng này thôi nha, chứ các bác đừng có bảo là to nha. Rồi, tầng này thôi nha, một ngọn, hai ngọn, có hai thân thôi. Bán nó có giá là 150.000 thôi. Bán rỉa rồi, hôm nay bán rỉa, bán rỉa nốt cho các bác. Để về các bác siêu tần, 150.000 rẻ quá nhỉ. Thôi, lỡ lời thì cứ bán đi. 150.000 cho hai ngọn bé nha. Cho hình số 5 nha, hình số 6 này, một cái chậu hoàn thảo nghệ tân nha. Đây, hoàn thảo nghệ tân này, các thấy chưa? Khô cần gà cho tỏ về cho chị cứ nói, cho ý dùng chỗ nào, cho chị cứ tỏ là tỏ cho ngay đầu. Đây, một cái giò hoàn hảo nghệ tân như thế này nha, bán cho các bác giá là 200.000 nha các bác nha, 200.000 nha. Chỗ này thì nói chung là cái cục dưới này hơi nặng này. Tỏ lúc chung cái à? Tỏ lúc chung cái à? Rồi, đẹp. Chỗ này thì đẹp chứ. Chỗ này thì nó cũng bán dế vào giá thể rồi. Nó bán dế hết vào giá thể rồi nha các bác nha. 200.000 cho hình số 6 nha. Có 200.000 thôi. 200.000 nha. Hình số 7 này cũng là hai ngọn kèn Lai Châu. Hai ngọn này thì đẹp. Hai ngọn này đẹp. Ui, thân này tín lắm đấy. Chắc là thân này tín lắm đấy. Thân này thì hơn này. Thân này ba lan này. Thân này thì 18 này các bác này. Nhưng mà vẫn chưa thắng ngọn nha, vẫn đang còn chạy ngọn nha. Hai thân này em bán trong mắt giá là 300.000 nha các bác nha. 300.000 thôi. 300.000 nha. Có cái thân dài hơn nữa là bán 200. Đây, thân này thì ngắn thì bán cho các bác giá là 300.000 thôi. Hai ngọn 300.000 nha. Đấy, 300.000 thôi. Hai ngọn tiếp theo. Hai ngọn này cũng là 300.000 này các bác này. À, hai ngọn này là 300 dưới này. Hai ngọn này thì đẹp. Có lại thân vàng của nó tín này. Này chắc là hoa đỏ ấy, chắc là hoa đỏ chót đấy. Hai ngọn 350.000 nha. 300 dưới nha. Cho hình số 7 ở cho hình số 8 nha. Cho hình số 8 nha các bác nha. Kèn Lai Châu. Kèn Lai Châu thì các bác yên tâm bảo hình cho đến khi nào nó nở hoa, nở chuẩn hoa kèn, hoa trắng tín thì mới ok nha. Còn nếu nó nở năng kính trắng hồng tín là nó là ý ngọc các bác ạ. Đây. Hai thân thôi. 350.000 nha. Hình số tiếp theo cũng là một cục nghệ tân nguyên bản từ rừng này. Đây là cái cục nhỏ này, em buộc thêm vào nha. Còn cái nguyên bản là cái cục này này. Rồi, dài nhá, đầy dài. Dài đẹp thế này cơ mà. Bán cho các bác giá là 200.000 nha các bác nha, 200.000 nha. Ui, 250 chứ. 250.000 nha, 250.000 nha. 250.000 nha các bác nha. Cho hình số 8 ạ, à, cho hình số 9 nha. Cho hình số 9 ạ. À. Hình số 10 này. Một cái giò hàm ví siêu đẹp như thế này. Các bác không mua thì mua cái gì nữa. Ôi, đẹp sung xê như thế này mà chả bác nào yêu rồi nhỉ. Đẹp, cái loại này cực kỳ say hoa này. Cái này là hạt ví tay bát nha các bác nha. Bán cho các bác giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Cho một chậu đẹp như này. Thân thì mấy thân thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 14 cả cái kia này 15 nha. 15 và 15 15 cái thân có lá nha, tương đương với 15 phần gốc, tương đương với 15 thân hoa nha. Nó nở hoa vào đầu tháng 4 các bác ạ, qua Tết một tí nha. Qua Tết một tí là nó nở hoa. 200.000 cho hình số 10 nha, 200.000 cho hình số 10 nha. Hình cuối cùng này. Một cái chậu kèn Lai Châu quá đẹp. 1 2 40 2 gan rồi sau vẫn còn tí ở trên đầu này. Vẫn còn đan chạy ngọn nha các bác nha, vẫn còn đan chạy ngọn nha. Cái này thì 40 này, này. Thân này 40. Thân này thì gần 50 rồi.
Phân này thì nó có phân này thì nó dài khoảng 18 nhá. Có ba một dề ba ngọn nhá, một dề ba ngọn luôn. Một dề cái này nguyên một dề của nó đấy. Cái này là nguyên một dề của nó các bác ạ, nguyên một dề nhá. Ba thân nhá. Bán cho các bác giá là 450 nhá, 450 nhá. Chỗ này đẹp. Ui ơi, chỗ này đẹp đấy. 450 nhá, cho hình cuối cùng nhá. Với cuối video thì em xin chúc tất cả các bác thật nhiều sức khỏe nhá. Bác nào thiện chí mua thì cứ alo đi, còn nhiều số bác nó cứ lừa nhau, sao chiêu nhau sao là về bảo không có tiền. Cái này cái nọ, sao có nhiều bác gọi đến nơi nó còn không thèm nghe máy cơ. Một số bát thì lưu ý nhá, bác nào mua thì hắn để hái đặt hàng nhá, chứ không bọn em mất công mất sức gửi đến nơi sao và lan nó lại héo. Lúc mà về đến các bác là được một tuần rồi, lúc quay đầu về nữa là gần tháng rồi, tính ra là lan gần chết nhưng mà về vẫn hồi bình thường nhá. 450 nhá, cho hình cuối cùng nhá.